Không phủ nhận sự chần chừ và thờ ơ của không ít đơn vị kinh doanh trước quy định siết chặt chất lượng vàng trang sức có hiệu lực từ mùng 1 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, ghi nhận tại buổi hội nghị phổ biến thông tư 22 về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ do Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Đá Quý Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức vào hôm qua, doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức vẫn đang lúng túng bởi nguyên nhân chủ quan và cả những yếu tố khách quan. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội Kim Hoàng Mỹ nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù đã có 8 tháng chuẩn bị nhưng đến nay chỉ mới khoảng 10% doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn thành phố, chủ yếu là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hội viên biết đến thông tư 22 của Bộ Khoa học Công nghệ để thực hiện đúng quy định. Ngay cả khi biết đến, doanh nghiệp vẫn tỏ ra lúng túng trong việc thực hiện quy trình công bố tiêu chuẩn hàng hóa vàng trang sức mỹ nghệ. Còn một cái lượng lớn các doanh nghiệp mà bán lẻ, các doanh nghiệp bán lẻ thì hầu như các cái quy định trong cái thông tư 22 đến nay thì các doanh nghiệp không nắm được, và kể cả các cái doanh nghiệp mà được ngân hàng nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đó thì họ cũng đang lúng túng là về vấn đề công bố tiêu chuẩn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với vàng trang sức mỹ nghệ, mà cái này là bắt buộc. Ngoài quy trình thủ tục thì thiết bị cũng là vấn đề. Để xác định chính xác tuổi vàng, doanh nghiệp phải tự mua máy huỳnh quang TX giá trị khoảng 300.000 đô la. Tuy nhiên, một số đơn vị tại hội nghị phản ánh đã có tình trạng mỗi hiệu máy mua về lại cho một kết quả giám định khác nhau, trong khi thiết bị này chưa thuộc diện kiểm định của một cơ quan chức năng nào. Do đó, doanh nghiệp ngại rằng mua máy xong thì vẫn có khả năng bị phạt. Thông tư 22 còn quy định doanh nghiệp phải tự trang bị cân 5 số. Nguồn cung cấp các loại cân chuyên dụng này khá ít, trong khi thành phố đang có khoảng 3.000 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, số nhiều cần phải mua mới. Đại diện Sở Khoa học Công nghệ cho biết, Sở cũng nhận thấy những khó khăn trước mắt của doanh nghiệp nên tạm thời chỉ kiểm tra tuyên truyền chứ chưa xử phạt theo quy định.